cấm rút ở quốc vốn trước đó đã bị bãi bỏ, đột nhiên xuất hiện trở lại trong đề xuất luật về tiền mã hóa của EU. Vào đầu tháng 3, các nhà lập pháp của Liên minh châu Âu đã đồng ý loại bỏ một điều khoản mà có thể dẫn đến việc cấm các đồng tiền sử dụng thuật toán đồng thuận rút ở quốc khỏi dự thảo luật các thị trường trong ngành tài sản tiền mã hóa. MiCA là dự luật được đánh giá sẽ định hình lại việc áp dụng tiền mã hóa ở châu Âu. Được khởi xướng từ tháng 9 năm 2020, dự luật yêu cầu Ngân hàng Trung ương châu Âu thiết lập các quy tắc thống nhất dành cho các nhà cung cấp và tổ chức phát hành tài sản tiền mã hóa ở khu vực châu Âu. Nói tóm lại, MiCA đóng vai trò như một khuôn khổ pháp lý dành riêng cho tiền mã hóa trên khắp Liên minh châu Âu. Ban đầu, MiCA bao gồm yêu cầu đến năm 2025, luật sẽ cấp phát hành, lưu thông và giao dịch các đồng tiền mã hóa mà có cơ chế đồng thuận không bền vững với môi trường. Sau đó, các nhà làm luật đã chấp nhận loại bỏ yêu cầu gây tranh cãi trên khỏi dự thảo của MiCA vào đầu tháng 3. Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 3, một số người dùng tiền mã hóa trên Twitter phát hiện rằng trong bản sửa đổi mới nhất của luật dự kiến sẽ mang ra thảo luận và thông qua tại Nghị viện châu Âu vào ngày 14 tháng 3, điều khoản cấm các đồng tiền mã hóa gây ảnh hưởng đến môi trường đã xuất hiện trở lại. Thông tin này được xác nhận bởi Patrick Hansen, chuyên gia pháp lý crypto tại khu vực châu Âu.